Mặc dù năm 2020 là năm bùng phát đại dịch COVID-19, nhưng sự kiện áo dài vẫn nhận được sự yêu mến của cộng đồng xã hội với nhiều hoạt động tôn vinh, định vị giá trị của áo dài trên bản đồ di sản văn hóa Việt Nam, được bình chọn là một trong 10 sự kiện vấn đề văn hóa nổi bật của Việt Nam và thế giới. Trên hành trình ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khởi xướng và nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chủ đề áo dài di sản văn hóa Việt Nam rất đặc sắc, nhận được sự hưởng ứng không chỉ của hội viên, phụ nữ cả nước, mà còn thu hút đông đảo những nhà thiết kế, nhà nghiên cứu văn hóa, những người yêu thích áo dài và toàn xã hội, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Phụ nữ cả nước, từ thủ đô ngàn năm văn hiến đến thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình, từ quê hương của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến miền dân ca ví dặm, từ vùng đất tổ Vua Hùng đến cố đô Huế thơ mộng, áo dài đã kết nối, tôn vinh di sản, đưa di sản vào cuộc sống đương đại bằng các hoạt động hưởng ứng. Tuần lễ áo dài trong tháng 3, cuộc thi duyên dáng áo dài, nét đẹp áo dài, trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cuộc vận động thiết kế áo dài, tự hào áo dài Việt, trình diễn áo dài của các cấp hội phụ nữ, họ xứng đáng là tác nhân kết nối, suy tôn để cộng đồng nhận diện giá trị và bản sắc muôn màu, muôn vẻ của áo dài Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa ấy, có nhiều nhà thiết kế, nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân đã đưa ra các luận cứ, luận chứng xác đáng, thuyết phục để nhận diện tập quán, giá trị và bản sắc áo dài Việt Nam. Một hội thảo tầm cỡ quốc gia do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giúp công chúng hiểu biết tường tận hơn về cội nguồn, quá trình giao thoa, hội nhập văn hóa, những bước thăng trầm và những biến đổi không ngừng của chiếc áo dài Việt, như là nỗ lực để chính quyền các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng hồ sơ đề nghị đưa các giá trị liên quan đến áo dài vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Áo dài là di sản văn hóa của Việt Nam và đã có sự phát triển, tiếp biến văn hóa và trở thành những nét đặc trưng riêng có của mỗi người phụ nữ Việt Nam cũng như là của người dân Việt Nam. Để một di sản văn hóa trường tồn thì bản thân di sản đó phải là một di sản sống, phải có được hơi thở của cuộc sống và phải được phát triển trong đời sống với những cái tính ứng dụng rất là cao. Chính bởi vì vậy mà trong suốt thời gian vừa qua, từ cuối năm 2019 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, với các tổ chức đơn vị doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động trong chuỗi các hoạt động sự kiện áo dài nhằm tôn vinh giá trị của áo dài với di sản văn hóa của Việt Nam, và với mong muốn những hoạt động này sẽ nhận được cái sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của đông đảo nhân dân, đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam. Và qua đó thì Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng rất mong muốn là góp phần để khẳng định giá trị của áo dài Việt, đồng thời cũng khơi dậy cái niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc của mỗi người phụ nữ Việt Nam, góp phần đưa các cái giá trị của áo dài vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Từ sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự phối hợp hết sức có trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chuỗi hoạt động áo dài di sản văn hóa Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự tham gia của các nhà thiết kế. Và hoạt động này có thể nói là đã diễn ra hết sức sôi nổi trong thời gian vừa qua. Chúng tôi hết sức vui mừng vì điều này. Trong quá trình tổ chức triển khai, chúng tôi ý thức rất rõ rằng giá trị của áo dài Việt không chỉ là giá trị về mặt văn hóa, mà nó còn bao hàm những giá trị hết sức to lớn về chính trị, về kinh tế. Để hoàn thiện hồ sơ di sản áo dài thì bên cạnh cái vai trò chính của các cái bộ ngành quản lý nhà nước thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục là đơn vị đồng hành để tiến trình này sẽ diễn ra được nhanh hơn. Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian sắp tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, các nhà thiết kế, các nhà ngoại giao để áo dài Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế của mình không chỉ ở trong nước mà còn cả trong nền văn minh của nhân loại. Tôi tin rằng với niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc, với tình yêu với áo dài thì mỗi người phụ nữ Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam sẽ thực sự trở thành một đại sứ văn hóa để góp phần tôn vinh, định vị giá trị của áo dài Việt trong bản đồ di sản văn hóa của Việt Nam. Với sứ mệnh to lớn của mình,
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vận động hội viên, phụ nữ cả nước thực hành thói quen văn hóa mặc áo dài trong đời sống xã hội, thúc đẩy cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho mẫu áo dài theo nhận diện thương hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kể từ đây, cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp tự hào mang trên mình bộ áo dài được thiết kế theo nhận diện của tổ chức, phù hợp với thời đại và sứ mệnh tiên phong hành động vì bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam tự hào về áo dài Việt và áo dài Việt đang bước tiếp hành trình khẳng định vai trò, vị thế trong cộng đồng xã hội, gìn giữ tâm hồn, văn hóa, tinh thần Việt và phát huy giá trị áo dài di sản văn hóa Việt Nam.